Con chào bác ạ. Vâng, chào anh. Bác cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán. Bác đang ở đâu? Tôi tên là Nguyễn Danh Chiểu, xóm thôn Long Châu Sơn, Dạ. xã Phụng Châu, Dạ. huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vâng. Bác kể con biết được quá trình ngày trước bác bị làm sao không nhỉ? Tôi thì là đi ngành xây dựng, Dạ. đi thợ xây. Dạ. Thì cái đợt tôi đang cái cột pha leo lên cái nhà tầng 1 cao 4 mét. Thì trong quá trình thi công thì sơ sẩy tôi ngã từ trên giàn giáo 4 mét xuống nền đất. Dạ vâng. Nhưng hôm đấy may là vào một cái đống cột pha. Dạ. Trong đấy tôi là bị trong khi ngã xuống là tôi đau, tôi không không biết gì nữa. Dạ vâng. Xong anh em đưa tôi xuống viện ở bệnh viện đa khoa, bệnh viện Trúc Sơn. Dạ vâng. Thì trong quá trình tiêm, bác sĩ tiêm và chăm sóc tôi thì thấy có người giới thiệu bảo là ở bên dưới hạ dục có ông Thạc. Ở dưới đấy tôi gia đình mới bàn luận nhau là thôi về nhà nhờ bác điều trị cho Vâng. có lá. Trước khi bác đến nhà thuốc thì bác đi viện chụp chiếu, kết luận ông bị làm sao? Đi xuống viện thì kết luận nhìn trong cái danh sách của ấy thì bảo là bác sĩ bảo là bị xẹp đĩa đệm và thoát vị đĩa Vâng. đệm, xẹp xẹp hai đốt, Dạ vâng. một đốt là L5 và nó đốt là L2 Dạ vâng. Và kèm thoát vị đệm nữa. kèm thoát vị đĩa đệm. Bác đến nhà thuốc chúng con thì được ai điều trị trực tiếp cho bác? Thì tôi có về nhà thì trong cái gia đình mời ông Thạc ở dưới hạ dục Dạ vâng. lên. Đầu tiên ông Thạc khám cho bà bảo là thì cái bệnh này chỉ có bó lá mới uống thuốc là khỏi. Dạ vâng. Sau đó bác đến nhà thuốc được bố con điều trị, mà bố con lên tận nhà bác điều trị được không ạ? Bố lên tận nhà điều trị. Vâng. Bác điều trị nhà thuốc thì mới đầu đắp thuốc uống thuốc thì bệnh tình của bác có đau lên hay giảm luôn? Đầu tiên là đắp thuốc thì trong quá trình đắp, trong khi đấy là tôi nằm nằm bê bết và cảm thấy như là choáng váng đầu óc. Vâng. Thì sau khi đắp được 3 tháng Dạ vâng. thì tôi cứ nằm bệt, Dạ vâng. Có nghe bác điều trị 3 tháng là nằm liệt trên giường. nằm liệt trên giường. Vâng. Thì sau khi đấy là dần 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 đứng dậy thì hoa mắt chóng mặt. Dạ. Thế sau khi mà uống kèm theo cả thuốc lá Dạ. thì thấy bệnh tình nó đỡ dần đỡ dần. Dạ. Thì tôi đắp thuốc là đắp trong 3 tháng thôi, Vâng. còn từ 3 tháng đến tầm 7-8 tháng là tôi uống thuốc lá. Dạ, ngồi lại bác đắp và uống trong 3 tháng. Và sau 3 tháng thì đó trở ra đó chỉ uống thuốc thôi. Chỉ uống thuốc thôi. Vâng. Ngày đó bác bị thoát vị đệm và xẹp được nặng như vậy, có chân bác có cảm giác đau nhiều không? Chân tay lúc đấy là cứ run Dạ. run chân tay, Vâng. Không ngồi được và không nào mà không đứng được. không ngồi được, không được ngồi mà đi vệ sinh là phải người nhà hỗ trợ. Vâng, trong suốt 3 tháng. Trong suốt 3 tháng Vâng. thì từ 3 tháng là lúc đấy là nó bệnh tình đỡ đi Vâng. thì tôi có đi lại gượng được. Vâng. Cái lúc mà bác nằm liệt 3 tháng đó thì mọi sinh hoạt là bác phải có người trợ giúp đúng không Mọi sinh hoạt là có người trợ giúp. ạ? Vâng, từ ăn ngủ nghỉ, sinh hoạt đại điều kiện là người trợ Vâng. giúp hết. Ngày trước là bác đau như vậy thì trong suốt 3 tháng bác nằm liệt như vậy thì các tư tưởng bác có thấy có chán nản nhiều không? Tư tưởng thì rất chán nản bởi vì Dạ. là theo như có người đồn đại là bảo như này là Dạ. bị liệt là không đi được Không đi bởi được. vì là có nhiều trường hợp đã bị rồi. Dạ vâng. Thế trong quá trình bác Thạc ở dưới dưới hạ dục lên thì bảo là thôi cái chuyện này an tâm, Dạ. cứ điều trị thì sẽ khỏi. Dạ vâng. Ngày trước là bác liệt 3 tháng nhỉ, chân bác có cảm giác nhiều không? Có còn cảm giác nhiều không? Chân mỏi mệt Vâng. và
mỏi mệt và nhức mà nhức và buồn 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 chân buồn chân buồn tay đấy. Và trong bác tổng bác điều trị nhà thuốc mấy tháng mà khỏi hoàn toàn? Sau khi điều trị được nằm mệt 3 tháng dạ. là bỏ lá xong dạ, vâng. Khi bỏ lá xong thì uống thuốc vào khoảng độ 4-5 tháng nữa vâng. thì coi như là tôi đã thấy nhẹ người và đi lại nó dễ dàng hơn. Vâng. Mới đầu điều trị là bác tập đi là bác phải có người dìu nó đi lại đúng không ạ? Tập đi và có người dìu và lần theo cửa sổ. Vâng. Bác điều trị tổng là 5-6 tháng là bác khỏi. Nếu mà điều trị tính vào khoảng 7-8 tháng. 7-8 tháng tổng đúng không? Vì 3 tháng năm đã nằm liệt rồi. 3 tháng nằm liệt. Sau khi điều trị gần hơn 4 tháng nữa. Vâng. Là bác đi lại được. À, đi lại. Mới đầu là đi bằng người gì của đi bằng nạng. Mới đầu mượn đôi nạng đi. Vâng. Sau đó là bác đi lại được nhẹ nhàng và một thời gian là bác đi lại bình thường đúng không? Một thời gian sau thì đi lại bình thường. Vâng. Từ ngày bị đến nay là bác khỏi được bao nhiêu năm rồi? Từ cái ngày bị là hồi tháng 2 năm 2008. Dạ vâng. Mà đến nay là 2019 rồi. Vâng. Thì đã là gần 12 năm. Gần 12 năm. Bây giờ nghề nghiệp hiện tại bác đang làm nghề gì? Bây giờ là vẫn đi xây dựng. Từ vâng. cái thời đấy là khỏi xong thì đi làm việc nhẹ dần. Dạ, sau vâng. đi làm việc nhẹ, sau là mình làm đi xây đi chát như dạ, anh vâng. em bình thường. Dạ vâng. Vậy bây giờ cũng vẫn đi làm bình làm thường. Bình thường. Trong suốt 11-12 năm qua. Trong suốt 11-12 năm qua. Và bác còn đau nữa không? Bây giờ thì còn không thấy gì nữa. Không thấy gì nữa. Mà bây giờ là làm khả năng là vẫn cứ bê được bác sĩ. Dạ vâng. Đấy. Ngày trước là bác tư tưởng nằm liệt 3 tháng là rất là hoang mang. Đấy. Và từ đó nay điều trị 7-8 tháng nhà thuốc là tổng điều trị là bác khỏi là 11-12 năm rồi. Vâng. Bây giờ bác làm việc hiện tại bác vẫn làm ngành xây dựng đúng không ạ? Bây giờ vẫn cứ đi xây đi chát. Vâng. Hoặc là đi xây dựng tại địa phương thôi. Dạ vâng. Chứ không phải là công ty gì cả. Làm việc bình thường rồi. Làm việc bình thường. Đứng yếc chát, yếc bê gạch, yếc đứng lên ngồi xuống làm cái máy cả bác bê xi được rồi đúng không? Bây giờ cứ thao tác bây giờ cứ bê vào xi, nếu mà gần gần là không leo lên cầu thang là vô tư. Vô tư bình thường rồi. Thì hôm nay con lên con gặp lại bác và phỏng vấn tư liệu về quá trình ngày trước bác xẹp cột sống. Cái mà thoát vị đệm. Và con mượn cảnh chùa đây để con ghi hình. Và rất thực tế. Bác cảm nhận là thuốc con điều trị bệnh thoát vị đệm và xẹp cột sống có hiệu quả không? Rất hiệu quả. Bởi vì là trong khi điều trị mà thấy nhiều những trường hợp trước kia là người ta rất hoang mang, mà trong khi đấy là người ta cũng không đi lại hạn chế mà cũng hầu như không khỏi. Như hầu như tôi bây giờ là khỏi hẳn. Khỏi hẳn bình thường nhỉ? Bình thường, lao động bình thường. Dạ vâng. Thay mặt nhà thuốc thì con không cần nói gì hơn. Con cảm ơn bác đã bớt chút thời gian để cho con ghi hình về quá trình điều trị khỏi thoát vị đệm và xẹp cột sống. Con chúc bác và đại đình mạnh khỏe. Con chào bác ạ. Vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng. Con chào bác ạ. Rồi. Bác cho biết là họ tên địa chỉ của bác, hiện tại bác đang ở đâu? Bác tên là Nguyễn Duy Biểu, trú tại tổ 6A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Vâng. Bác kể con biết về quá trình bác bị làm sao? Tôi bị thoát vị đĩa đệm lưng. Dạ. Trong quá trình bị thoát vị đĩa đệm thì tôi đã nằm liệt là giường 2 tháng. Cái nguyên nhân vì sao bác phải nằm liệt ở giường 2 tháng? Nguyên nhân thoát vị đĩa đệm là tôi đi làm xong là bị vặn vẹo xách một cái can dầu thôi, nhưng mà nó vặn vẹo đổ máy là vặn vẹo, thế là không biết làm sao mà tôi lại vặn vẹo lưng, thế là không về được, phải người ta phải đưa về, xong làm liệt 2 tháng xong đi khám. Dạ, và lúc đó bác có đau nhiều không bác? Đi khám, nằm thì rất là đau. Dạ. Mà khơi cửa tí là không, người không thể chịu được. Không đi lại được trong không đi lại tháng. Được trong vòng 2 tháng. Dạ. Thế là đi người nhà mới mang đi bệnh viện chụp chiếu thì họ bảo là thoát vị đĩa đệm. Dạ. Xong có người quen giới thiệu cho chú Thoan ở dưới Trường Mỹ. Sau khi về nhà thuốc thì bác được nhà thuốc điều trị như nào? Được bác được nhà thuốc chú Thoan điều trị bấm lưng xong cho thuốc thang vừa uống vừa đắp. Vâng. Đấy. Mới đầu điều trị nhà thuốc thì bệnh tình của bác có giảm luôn hay đau răng lên? Trong vòng xong chú ấy bấm cái là trong vòng ngày hôm ấy là đã đi lại được. Dạ. Đấy. Lúc sáng bấm thì đã bấm xong là đi lại được, nói chung là bấm xong là đi lại được. Bởi vì bác bị thoát vị bằng lệch mà. Ừ. Bác thì... còn nhớ là bác uống mấy tháng là bác khỏi? Thuốc thì giảm tôi nhiều. Tôi uống được khoảng
đi lại được là bình thường rồi, bắt đầu là uống cho chú cho thêm thuốc uống. Vâng. Thuốc uống mới là thuốc đắp. Vâng. Thì trong vòng một tháng là tôi thấy khỏe hẳn rồi, nhưng mà còn vẫn chú vẫn còn cho thuốc thì tôi cho nó khỏe hẳn. Đến giờ này là bác tổng bác điều trị mấy tháng? Tổng điều trị khoảng 2 tháng ạ. 2 tháng. Ừ. Từ đó bác khỏi được bao nhiêu năm rồi? Từ đấy bác khỏi được 6 năm rồi ạ. 6 năm. Ừ. Hiện tại bác còn đau không? Hiện tại không đau gì nữa. Chẳng đáng giờ bác và không đau nữa. Bác vẫn đi làm bình thường. Bình thường. Ừ. Ngày vẫn... trước là bác liệt 2 tháng thì ai là người phụ bác chăm bác sinh hoạt hàng ngày? Sinh hoạt hàng ngày thì lúc ấy là có con cái nó ở nhà nó phục vụ thôi. Vâng. Lúc đó mọi sinh hoạt là đại điều kiện là bác có phải có người trợ giúp không? Lúc ấy là mọi công tác sinh hoạt là đều phải có người trợ giúp. Vâng. Tắm, từ tắm, tắm rửa. Từ tắm rửa, từ nói chung sinh hoạt, tiểu tiện, vâng, các thứ nói chung sinh hoạt hàng ngày. Dạ vâng. Vệ sinh người chết. Trợ giúp. Trợ giúp đều có người trợ giúp. Vâng. Lúc đó bác như vậy, thoát bị nặng như vậy và liệt 2 tháng. Cái tư tưởng bác có thấy chán nản nhiều và hoang mang? Lúc liệt thì tư tưởng nhất là chán nản và hoang mang, không nói chung là không cảm thấy cuộc đời không có tương lai nữa. Dạ, vâng. Nhưng mà nhờ có người quen giới thiệu đến chú Thoan tướng Mỹ này thì chữa bây hai giờ tháng. Tôi hỏi là được, ừ, là khỏi được khỏi tháng. Khỏi 100% chứ không phải ít. Khỏi bác điều trị 2 tháng bác khỏi. Vâng. Và từ đó nay bác khỏi được 6 năm. Dạ, từ... Hiện tại chẳng lẽ bác còn đau không? Hiện tại là tôi đã khỏi 6 năm và bây giờ tôi làm gì cũng được mà không hề đau. Không hề đau. Vâng. Vì chú cho uống thuốc cả thuốc nam, thuốc nam là chính cho nên là rất là tốt. Vâng. Các cơ, các cái dây chằng của tôi bây giờ hiện nay là rất là ổn định. Ổn định, không có nhức nữa. Không có nhức. Ngày trước là bác bị nặng là nhức buốt nhiều. Ngày trước lúc bị nặng nằm liệt cái là nhức buốt, đau khó chịu, không việc gì cũng phải người trợ giúp. Bác còn nhớ bác đau ở bên nào nhiều không? Ngày trước bị nặng. Ngày trước bị nặng thì đau chủ yếu là bên phải. Bên phải. Vì lệch về biến điểm ở bên phải này chủ yếu. Ngày trước các bác vác cái can dầu, bác sơ ý làm sao bác bị lệch như vậy? Can dầu thì kiểu mình đổ ở tư thế máy thì nó hơi vặn người. Dạ. Nó vặn người xong là bắt đầu là khi đổ xong can dầu mình nhằng ngay là thấy nhằng phát đau lưng là dạ. Bắt đầu là lệch đi là không đi được. Là không đi được. Là không đi được, không bước được. Và lúc đó phải có người trợ giúp là phải có người trợ giúp ở rừng về đấy, khiêng từ rừng về, về đấy nắm liệt trong vòng một thời gian rồi, và sau khi được người quen mách thì điều trị 2 tháng, từ đó bác khỏi được 6 năm rồi. Đúng rồi, sau đi bác cảm nhận là thuốc con điều trị bệnh của bác có thấy hiệu quả và tốt không? Nói chung là cái thuốc của nhà thuốc Thoan, ông Thoan này thì rất là hiệu quả, mà là thuốc nam thôi mà rất tốt. Dạ, vâng. Hiệu quả và chữa đã rất được rất nhiều người, và đến bản thân tôi thì chính thức bản thân tôi cảm nhận là quá tốt. Dạ, đến dạ. Giờ tôi đã khỏi hoàn toàn, trong vòng trước đây đã bị 6 năm là rất là khổ sở khó chịu, nhưng mà bây giờ là tôi đã hoàn toàn cơ thể xương sống xương chiếc là bây giờ hoàn toàn ổn định, bình thường các cơ dây chằng tức là ngon nghẻ. Dạ. Hôm nay con có chuyến lên Bắc Cạn phỏng vấn rồi, bác nói riêng và một số bệnh nhân nói chung về tỉnh Bắc Cạn. Thay mặt nhà thuốc thì con cảm ơn bác và một số nhân nói bớt chút thời gian để con ghi hình và phỏng vấn thực tế về quá trình điều trị khỏi thoát vị tại nhà thuốc. Bao cảm nhận đôi lời con nhà thuốc chân thành. Nhà thuốc con điều trị có nhanh và an toàn không? Vâng, tôi thì nhân dịp chú lên Bắc Cạn này thì tôi cũng rất rất cảm ơn nhà thuốc đã chữa cho tôi khỏi bệnh để tôi có khỏi thành người tàn phế. Dạ. Và bây giờ tôi cảm nhận là thuốc của chú này là rất tốt và rất an toàn. Dạ. Là thuốc nam cho nên là không an toàn và rất sẽ không có tác dụng phụ gì. Dạ, vâng. Tôi bản thân tôi đã từng chữa và mọi người hãy tin tưởng vào nhà thuốc chú Thoan. Dạ, vâng. Là điều trị là sẽ hoàn toàn khỏi. Dạ. Bản nặng như tôi thì vẫn còn khỏi được. Dạ, thì vâng. Các những người bị nhẹ hơn thì chắc chắn sẽ đạt theo nguyện vọng thôi, sẽ dạ, khỏi vâng. thôi chứ không dạ. thì sẽ không sẽ trở thành hoàn toàn phế được. Dạ vâng, thế là thuốc này con cảm bác và chúc bác ở Đại Đình luôn lại khỏe nhé. Vâng. Con chào bác ạ. Rồi, tôi cũng kính chúc nhà thuốc luôn luôn sức khỏe và chữa được thêm nhiều người để làm công đức cho xã hội. Dạ vâng. Cảm ơn nhà thuốc. Vâng, con chào bác ạ. Rồi. Em chào chị ạ. Vâng. Hôm nay em có chuyến lên Bắc Cạn để phỏng vấn hình ảnh của chị. Trước tiên cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, chị đang ở đâu? Chị tên là Ma Thị Điển. Chị trú ở tổ 5 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Vâng, chị tập sự lâu nào thì em có biết về quá trình ngày trước chị bị làm sao? Ngày trước là chị bị đau lưng, chị bị đau ở thắt lưng ấy.
Thế là chị cũng không biết là bị làm sao, thế là chị lên đi bệnh viện huyện đi khám và chụp. Thế là bác sĩ bảo là chị là bị thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà thế là chị lại vào viện, thì châm cứu. Nhưng mà châm cứu, quá trình châm cứu là cũng điều trị ở bệnh viện thì châm cứu một thời gian nhưng mà không khỏi. Cái cơn đau của chị biểu hiện như nào? Đau là chị đau, đau mỏi trong là đau kiểu như là có cái gì nó kiểu như bên trong trong xương nó chọc ra ấy. Dạ. Và đau đau ở ở mông này này. Dạ. Đau thắt lưng trong là đau ở mông bên phải này, bắt đầu là kéo xuống chân, đau xuống chân. Dạ. Đau xuống chân xong là kéo xuống, kéo đau đến tận gót chân này. Dạ vâng. Cái cơn đau như vậy biểu hiện lúc nặng nhất như nào? Nặng nhất là đau là cứ đêm ngủ ngủ mà ngủ đã ngủ kiểu là ngủ được một giấc là bắt đầu thức dậy là không là đau đau không chờ mình được. Dạ. Lúc mà đau như vậy chị cứ đi lại được bình thường không? Không đi lại được bình thường, chị phải chống gậy. Chống gậy. Vâng. Chị đau nặng mà chống gậy bao thời gian? Chống gậy, chị chống gậy phải đến nửa tháng ấy. Nửa tháng. Nửa tháng chị chống gậy đi ấy. Ngày trước thì điều trị ở viện bằng pháp như thế nào? Điều trị ở bệnh viện là châm cứu. Dạ. Và khoa đông y châm cứu. Dạ. Châm cứu bao thời gian hả chị? Chị châm cứu được chục ngày. Chục ngày. Bệnh nhân thuyên giảm không chị? Không giảm, không giảm. Dạ. Chị. Ừ. Lúc đó chị đau nhiều thì như vậy cơn đau bên nào nhiều? Về chân bên đau, phải. Chân bên phải. Dạ. Nhiều. Chân bên phải nhiều. Có biểu hiện về teo mông, teo chân nhiều không chị? Teo, chị teo chân, dạ. Bên này, teo bắp chân. Vâng. Lúc đó teo là không đi lại được. Vâng, không đi lại, được tí nào ấy. Phải chống gậy. Vâng, chống gậy nhưng mà thậm chí không gậy chỉ lê chân đi thôi. Dạ. Vâng. Lê chân là không nhẹ được. Vâng. Sau khi chị điều trị một số nơi không hiệu quả thì cơ chế nào thì biết nhà thuốc chúng em? Chị cũng qua anh em bạn bè giới thiệu. Dạ. Vâng, anh em bạn bè giới thiệu xong là chị lấy xuống chỗ em. Dạ. Mới đầu chị điều trị nhà thuốc thì bệnh tình có đau lên hay là giảm luôn? Không, lúc đầu ấy, lúc đầu thì chị điều trị ấy thì là mới lúc đầu điều trị thì cũng đỡ, nhưng mà về sau dùng thuốc uống ấy thì là chị đau nhiều. Đau nhiều nhưng mà độ 3-4 hôm sau là bắt đầu là đỡ dần. Đỡ dần. Vâng, đỡ dần sau được sau độ một tuần đến chục ngày là bắt đầu là chị đi lại được. Đi lại được. Ngày trước là chưa được trị thuốc là không nhẹ được. Không đi lại được thế nào. Lúc chị đau nặng không nhẹ được thì ai là người chăm sóc chị hàng ngày? Không, chị hàng ngày là chồng chị với con đấy. Dạ. Không rồi, chị ăn uống ấy, chị ăn cơm ấy, có bình thường ngồi được không? Không ngồi được, ngồi rất khó ngồi luôn. Dạ. Ngồi chị phải co chân phải nếu mà ngồi là chị phải như này. Dạ. phải chân phải co phải ôm thật chặt đầu gối là như này là mới chịu được. Dạ vâng. Vâng. Thì tổng cộng thì điều trị nhà thuốc mấy tháng thì khỏi hoàn toàn? Chị điều trị là điều trị thuốc thì là phải hai tháng. Vâng. Từ nói thì khỏi mấy năm rồi chị? Khỏi mấy năm, bây giờ là được 2 năm ạ. 2 năm. Bây giờ là năm thứ ba rồi. 2017 mà. 2017. Vâng. Bây giờ là năm thứ ba rồi. Hiện tại chị đi lại làm việc chẳng bao giờ chị còn đau nữa không? Không, bây giờ chị không đau. Từ ngày đấy đến giờ là đấy, lúc chữa thuốc kia về là sau 2 tháng, vậy từ sau 2 tháng đến giờ là chị hoàn toàn bình thường. Vâng. Lúc cái hành trình đến nhà thuốc của chị đi xuống thuốc thì chị ngồi xe có khó chịu không? Chị không ngồi được xe, lúc đấy chị đi là chị nằm. Vâng. Nằm ở trên xe. Nằm trên xe, nhưng mà lúc đi về là chị đi được. Vâng. Vâng. Chị lúc đến nhà thuốc thì bằng pháp nào mà chị đi lúc xuống thì không đi được, mà lúc về nhà thuốc điều trị bó thuốc đúng không? Vâng. Thì đắp thuốc như nào mà chị cảm giác thì đi lại được? Đi lại được, chị vừa đắp thuốc vừa uống thuốc. Dạ vâng. Vâng. Ngày trước chị bệnh nặng như vậy thì cái tư tưởng chị có chán nản không? Lúc đấy chị cũng chán nản chứ, tại vì là chị con còn nhỏ, một thằng lớn thì đang học đại học, còn đứa bé thì đang học cấp 1 thì chị cũng chán nản. Chị liệt tổng cộng là bao thời gian? Chị liệt tổng cộng là nửa tháng. Nửa tháng. Vâng, nửa tháng là chị nằm một chỗ không đi được ấy. Đi vệ sinh một chỗ luôn ấy, không đi được. Có nghĩa là đại tiểu tiện ở trên giường luôn. Vâng, đại tiểu tiện ở trên giường luôn. Chân teo luôn. Và... Tân chân teo. Mông không teo, đi lại được. Không lại được. Sau khi được người quen mách đến là thuốc đúng không? Vâng ạ. Vâng. Chị còn nhớ là chị điều trị nhà thuốc bằng pháp như nào không? Chị còn nhớ là xuống thì đến xuống nhà thuốc là nắn xương này. Dạ. Bóp trên nhỉ, xoa bóp này, xong là đắp thuốc. Dạ. Vâng. Xong về thì uống thuốc là tầm 2 tháng là vâng. Chị khỏi. 2 tháng chị vừa đắp, ngày nào chị cũng đắp. Vâng. Vâng, đắp thuốc. Trung bình mỗi ngày là đắp phải 24 tiếng thì chị phải đắp đến độ 18-20 tiếng. 18-20 tiếng, là vâng. Rất kiên trì. Vâng. Chị uống, còn nếu là chị uống 3 thang, bệnh chị giảm nhiều không? Lúc đấy chị mua 4 thang là chị cũng uống liên tục như thế. Vâng. Vâng.
bắt đầu giảm. Vâng, bắt đầu giảm là từ đó chị khỏi được 3 năm rồi. Vâng, khỏi được chị khỏi được 3 năm. Bây giờ hiện tại chị làm nghề gì? Bây giờ chị ở nhà thì chị cũng làm nghề tự do. Dạ. Vâng, bán hàng vặt, bán hàng nước. Vâng. Sinh hoạt hàng ngày là chẳng không không còn đau nữa. Không đau, chị chẳng việc gì cả. Vâng. Em hỏi là cái niềm vui khi điều trị bệnh nhà thuốc mà chị khỏi bệnh, chị có vui mừng không? Chị rất vui. Vâng. Vâng. Chị có cảm nhận nhà thuốc em đôi lời về quá trình khỏi bệnh như nào không? Chị có cảm nhận nhà thuốc em điều trị, chị có cảm nhận đấy, nhà thuốc điều trị bệnh cho chị có hiệu quả và khỏi nhanh không? Vâng, chị thấy thuốc nhà em rất là hiệu quả. Vâng. Vâng, rất là nghe. Hôm nay em lên Bắc Cạn để phỏng vấn hình ảnh về quá trình thực tế chị khỏi thoát vị nhà thuốc được 3 năm rồi. Vâng. Và ngày trước là chị liệt 15 ngày. Vâng. Đại tiểu tiện ở trên giường đúng không ạ? Vâng ạ. Chồng lúc có tắm đại tiểu tiện ạ, mọi người phục vụ đúng không? Phòng người phục vụ. Vâng. Vâng. Chị còn nhớ là cơn đau của chị biểu hiện đau nặng nhất về sáng hay về ngày nhiều? Ôi giời, chị lúc đấy chị lúc nào chị cũng thấy đau. Dạ. Đi lúc nào thấy đau, cứ nhưng mà đau nhất là cái lúc mà nếu mà đã ngủ say thì ngủ được một giấc bắt đầu tỉnh dậy mà trở mình là đau nhất. Dạ. Đau không thể nào trở mình được ấy. Dạ. Từ nay khỏi 3 năm rồi. Vâng. Thay mặt nhà thuốc thì em cảm ơn chị. Vâng. Chúc chị và gia đình luôn khỏe. Vâng. Và cảm ơn chị đã bớt chút thời gian để cho em ghi hình thực tế quá trình điều trị khỏi thoát vị tại nhà thuốc. Vâng. Và cho nay chị khỏi được 3 năm rồi. Chẳng lẽ giờ chị còn đau mà không? Không, chị không đau, là không có gì cả. Vâng. Làm việc bình thường rồi. Vâng, việc bình thường. Ăn ngủ nghỉ tốt. Nhưng mà chị cũng khỏi, nhưng mà chị cũng không dám làm việc nặng lắm. Ừ. Tại vì là như ngày xưa, ví dụ như là một cái bao hay là cái bao gạo, bao thóc gì đấy mà ví dụ độ 40-50 cân mà chị gánh vác được, mà bây giờ chị cũng không dám làm. Ừ. Việc nặng. Mình phải kiêng. Vâng, chị kiêng cũng phải kiêng. Tốt mà. Vâng, mình chị cũng phải kiêng. Khỏi 3 năm rồi là như một là tốt rồi, chị phải kiêng cho em nhé. Vâng. Em cảm ơn chị. Vâng. Chúc chị và đình nuôi anh khỏe nhé. Vâng ạ. Em chào chị. Vâng. Chị chào em, chị cảm ơn em. Dạ dạ. Con chào bác ạ. Vâng. Hôm nay con vào nhà con muốn phỏng vấn về quá trình điều trị bệnh của bác tại nhà thuốc. Trước tiên bác kể cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, bác đang ở đâu? Dạ, tôi là Đào Hồng Minh. Dạ. Chú quán tại thôn Bình Tân, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vâng. Bác tâm sự về quá trình bị bệnh bác ngày trước như này. Tôi thì làm nghề sửa chữa. Dạ. Nên chuyên ngồi xổm. Dạ. Nên là tôi bị thoát vị đĩa đệm N4 N5. Dạ. Năm 2011. Dạ vâng. Qua đau đớn rồi không di chuyển được, tôi mới ra bệnh viện. Bác ngồi sửa chữa công việc gì mà bác bị đau nâng nhiều như vậy? Sửa xe máy. Xe máy. Công nông xe đạp. Dạ vâng. Bác kể là cái triệu chứng đau, quá trình đau đang như nào? Tôi lúc đầu tôi cũng chỉ tưởng là nó chỉ mỏi, nó co cơ thôi. Dạ vâng. Thế thì cứ tham việc nên cứ làm. Dạ vâng. Làm lúc rồi đứng dậy, đang ngồi xổm để sửa chữa, đứng dậy có hôm đứng giữa chừng nó co rúm và lăn cong vậy. Dạ vâng. Đau quá rồi. Bác đau ở bên nào nhiều? Đau, nói chung là đau từ ở dưới bụng chân dưới. Dạ vâng. Xong nó kéo lên bắp đùi. Dạ. Bắp đùi xong kéo sang hai bên bắp cơ lưng, thế là rúm người lại. Sau đó bác đau như vậy bác có đi chụp chiếu ở đâu không? Thì tôi cũng chả biết là nó bị bệnh gì, thì tôi cũng phải đi chụp chiếu ra. Dạ. Bệnh viện 103. Dạ vâng. Ra khoa 16 X đấy. Dạ. Tôi chụp chiếu người ta bảo là tôi bị thoát vị đĩa đệm. Dạ. Bác đi chụp chiếu ở viện về bác có đi điều trị ở đến đâu không? Tôi điều trị ra ngoài bệnh viện thì người ta kê đơn. Dạ. Mua hết năm 2011 vào, mỗi một lần đi mua thuốc là hết được 2,5 triệu. Dạ. Về uống nó chỉ đỡ sơ sơ thôi. Dạ vâng. Thế được người giới thiệu tôi ra uống thuốc nam. Dạ vâng. Ở thầy ở ngoài cầu Hà Dục. Dạ vâng. Con hỏi tỉ mỉ bác nè, cái trường hợp đau nhất của bác lúc bác bị thoát vị đĩa đệm gây nên như nào? Thì nó co rúm người lại. Vâng. Đau không di chuyển được, không đi lại được. Vâng. Đau kéo dài bao thời gian?
kéo dài 5-6 tháng. 5-6 tháng. Thường là bác đau là không đi lại được. Không đi lại được. Mọi sinh hoạt là phải nằm trên giường. Bác đau như vậy, bác có teo chân hay đau đau nhiều về ngày về đêm nhiều? Chung là đau về ban ngày nhiều. Vâng. Đau bao lâu nhiều bác có teo chân không? Nó vì tôi tham việc nên vẫn đi vẫn lúc nào phải co duỗi nên cử động được chân không bị teo. Lúc đau kịch liệt là bác không đi lại được. Vâng. Trong vòng mấy tháng hả bác? Trong vòng 3 tháng. 3 tháng. Sau khi bác điều trị ở viện thì không hiệu quả. Thì ông về nhà thuốc dùng con. Ngày đó là bố con làm đúng không? Vâng. Thì được bố con điều trị như nào? Bố cháu bốc cho bác là 3 tháng thuốc. À, 3 tháng. 3 tháng. Uống liên tục. Vâng. Thì tôi kiên trì về... Mới đầu ra các thuốc của bố con bốc cho bác mấy tháng một? 3 tháng một. 3 tháng. Tôi uống hết 3 tháng lại ra. Lại ra. Kiên trì đến 3 tháng. 3 tháng, liên tục trong 3 tháng. Vâng. Bác điều trị cả đắp và uống đúng không ạ? Vâng. Sau khi bác điều trị thuốc nhà con thì bác mới đầu bác có đau lên hay giảm luôn? Thì lúc đầu thì uống ấm đầu tiên thì cũng chưa thấy gì cả. Dạ vâng. Thế uống thứ hai là nghe thấy chiều hướng ngon nghè rồi. Bệnh nó ra. Thế mà tính hay ăn ớt. Dạ. Ăn uống rượu. Dạ. Phải kiêng thì nghe khó chịu quá, nhưng bệnh tật là phải chịu khó thôi. Dạ, chịu khó. Dạ. Phải cố kiêng. Thế là uống hết tháng thứ hai thì coi đi lại ngon lành. Vâng. Thế bảo bà ấy là mấy các con phải ra lấy căn nút tháng thứ ba đi. Thứ ba. Thì uống thế là từ ngày đấy ngon nghẻ lao động bây giờ. Rồi chúng bề vang ngon. Vâng. Hiện tại là từ đó đến nay bác khỏi được bao nhiêu năm nhỉ? Khỏi được 8 năm. 8 năm. Nghề nghiệp hiện tại bác vẫn đang làm nghề sửa chữa đúng không? Vừa sửa chữa vừa làm vườn cuốc cày. Đây là trang trại của bác đây. Vâng. Thì con hỏi là trong 8 năm đó thì bác có đau đớn gì không? Chả thấy đau gì nữa. Vâng, làm được bình thường. Vâng. Thế đáng giờ bác không còn đau nữa. Không phải đau gì nữa. Vâng. Tải xi măng vẫn vang ngon. Vâng. Bác làm trang trại thì bác làm mấy hecta ở đây? Tôi làm 2 hecta. 2 hecta. Có hai anh em làm chung nhau. Trồng bưởi. Xung quanh là cảnh người dùng, người thung, bác trồng bưởi rất là nhiều. Con hỏi tiếp bác là trong suốt 8 năm đó bác dùng bất cứ loại thuốc nào ngoài thuốc chúng con không? Không, chả dùng thuốc. Vâng. Hiện tại bác đứng lên, ngồi xuống, cử động và làm việc mọi thứ bình thường chưa? Bình thường. Vâng. Vâng. Bác còn đau nữa không? Không. Ngày trước là bác đi viện là bác đau, nhưng mà tư tưởng bác có chán nản không? Chị ở viện có phải mổ không? Thì cũng rất chán rồi mà. Cuộc đời hai còn trẻ mới có hơn bốn lúc đấy mới hơn 40. Dạ vâng. Mà bây giờ tôi ra viện 105 đấy. Dạ vâng. Thì người ta tư vấn vào chỉ được 50-50 thôi bác ạ. Vâng, tư vấn là mổ. Bác cứ lấy tư tưởng đàng hoàng đi. Dạ vâng. Xác suất thì không ai nói trước được. Dạ vâng. Thì tôi khiếp quá rồi bảo thôi thế này thì phải đi tìm thuốc nam uống thôi, quá bần cùng quá đắc dĩ thì mới mổ đi chứ còn bây giờ mà nằm mổ xong không may lại không ngon lành nằm liệt đến lúc nào cho xuống lỗ cho. Dạ vâng. Thì hôm nay con vào phỏng vấn hình ảnh của bác điều đã điều trị khỏi thoát vị đẹp nhà thuốc được 8 năm rồi. Bác cảm nhận nhà thuốc đang điều trị bệnh cho bác có hiệu quả không? Thế thì đúng thì gặp thầy gặp thợ thì gặp thầy thì khỏi bệnh là quý hóa lắm rồi. Dạ vâng. Hiện tại bác làm việc bình thường rồi. Vâng. Công việc hàng ngày của bác là làm những công việc gì? Sửa chữa xe đạp thì chuyên ngồi xổm xe máy ngồi xổm là dạ. Chủ yếu. Còn dạ. Làm vườn đây thì cày cuốc bằng máy cũng sử dụng hết. Dạ, cày cuốc khiêng vác. Khiêng vác bón phân bón rau là bình thường rồi. Không còn đau gì. Cắt cỏ cá các thứ ngon hết rồi. Không còn đau lớn gì ạ. Vâng. Ô, hỏi bác là bác làm việc hàng ngày bác có đau không? Có đau đớn hay không? Không. Bình thường kìa. Trong suốt 8 năm qua. Vâng. Thì con nay con vào phỏng vấn hình ảnh của bác thì mức độ bác khỏi hoàn toàn rồi. Bệnh thoát vị đẹp đại ở thuốc. Thì con không biết nói gì hơn thì con ấy chúc bác và đại đình mạnh khỏe nhé. Vâng. Vâng, con chào bác. Chúc nhà thuốc tìm được những liều thuốc tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa cho những người đau đớn mà bị bệnh như tôi. Dạ vâng. Và những người khác đau bệnh khác nữa. Dạ vâng. Con cảm ơn bác ạ. Vâng. Con chào bác nhé. Vâng. Chào thuốc nhé. Dạ.
Cháu chào cô ạ. Cô chào cháu. Hôm nay cháu muốn ghi hình ảnh lần thứ hai. Về quá trình ngày trước cô điều trị bệnh tại Á Thuốc. Trước tiên cô cho con biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, cô đang ở đâu. Tên cô là Ngô Thị Nà, cô ở xóm 3 Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Cô chưa 2004 là cô bị đau ngang thắt lưng, giảm xuống hông thì rồi xuống bắp chân, nó xuống tận mắt cá ấy. Thế thì là cô đi khám thì đến bệnh viện huyện thì người ta bảo là cô bị đau thần kinh tọa. Thế thì cô cũng điều trị là uống thuốc ở đấy, là mang thuốc về uống là chục hôm mà cũng không thấy chuyển. Thế thì cô lại đi xuống bệnh viện tỉnh thì người ta cũng bảo là đau thần kinh tọa rồi cháu ạ. Cô ra bệnh tỉnh cô có điều trị ở viện không? Cô không, cũng lại chỉ lấy thuốc thôi. Người ta bảo đau thần kinh tọa thì chỉ lấy, họ ta cũng bảo kê đơn thuốc cho mình, xong là mình lấy thuốc về uống thôi. Thế thì về uống thì nó cũng chả khỏi, nhưng mà càng ngày nó cứ thấy càng đau. Thế thì là hôm chú bảo thế thì đi lên trên bệnh viện 103 ấy, thì là để về chụp chiếu khám xem nó ra làm sao. Thế thì là lên đấy thì là bác sĩ là chuẩn đoán là cô bị thái hóa N4N5 và thoát vị đĩa đệm. Thế thì người ta bảo là thế cái này thì phải nếu mà không ấy thì phải mổ ra, mà phải nắn vào ấy thì mới khỏi được. Thế thì cô bảo thế bây giờ mổ thì bảo phải 70 triệu đấy, cái năm 2006 đấy là bảo 70 triệu, thì cô bảo thế thì làm gì có 70 triệu. Thế thì cái con đường điều trị bệnh của cô kéo dài bao thời gian, là bao nhiêu năm? 2 năm cháu ạ. 2 năm. Đấy thì cô kể tỉ mỉ hơn cô điều trị ở những đâu. Cô trước là ở dưới bệnh viện huyện này, xong đến bệnh viện tỉnh này cũng không phải, xong rồi cô lại quay thì cô uống thuốc nam. Đấy. Cô uống thuốc nam ở những đâu? Cô uống thuốc nam ở tận trong Quan Hóa cơ cháu ạ. Thế rồi ra Quảng Ninh. Ai mách đằng nào cô cũng đi. Sau đó cô có điều trị tiếp ở đâu không? Thế cô trước đó ấy. Trước đó cô không. Thế xong thì đến lúc lên bệnh viện 103 thì đi đâu người ta cũng bảo đau thần kinh tọa thế. Thế thì đến lên bệnh viện 103 thì người ta bảo là người ta chụp với bác sĩ bảo là bị thái hóa N4N5 đấy, cuộc sống đấy mà nó thoát vị đĩa đệm. Đấy, thế thì bây giờ người ta bảo là chính ở viện thì mổ nó, tư tưởng cô có hoang mang không? Cô cũng hãi lắm, 70 triệu cái lúc đấy, năm gì có 70 triệu. Dạ vâng. Đấy, cái lúc sau đó cô có điều trị tiếp ở những đâu không hay là về nhà thuốc luôn? Không, cô không. Thế thì đến lúc về cô mới bảo thế này bây giờ thì chạy ở đâu mà được 70 triệu mà mổ. Nhưng mà người ta bảo mổ thì 50-50. Đấy. Thế thì cô mới tình cờ là có cái anh Viêm ở trên Tượng Lĩnh đấy. Thế thì anh mi vợ anh mi ngã bị gãy cái kề tay đấy, thế là anh ấy lên đấy anh ấy chữa, nên chỗ nhà cháu chữa thì là anh ấy mới về anh mới mách bảo thế thì chị có đi lên trên đấy xem nó có may thì có khỏi. Thế thì là cô mới lên nhà cháu thì may quá, thế ông gặp thầy gặp thuốc thì là lúc đó cô lên nhà thuốc được nhà thuốc điều trị như nào? Trên chỗ nhà cháu đấy là bó ná và nắn và bó ná xong rồi cho uống mới đâu được chỉ tại nhà thuốc thì bệnh tình của cô có đau lên hay giảm luôn? Cô thấy đau lên mà uống được độ dăm thang đấy thì là cô thấy đau lên. Thế đau lên xong thì là cô bảo thế này thì không biết thế nào, nhưng mà chỗ cháu bảo là uống nó tăng lên thì nó sẽ khỏi đây, nó đau tăng lên thì sẽ khỏi. Thế thì là cô lại uống thêm, uống thì cô uống có 20 chén rồi đấy. Thì là thế nó khỏi hẳn mà nắn. Từ đó đến nay thì cô khỏi được bao nhiêu thời gian? Cô khỏi được 13 năm rồi cháu ạ. Thì không thấy nó đau. Cái hiện tại là 13, trong suốt 13 năm đó cô còn đau nhức gì không? Cô không đau nhức gì nữa. Cô đi cấy rồi đi làm các thứ chả đau gì nữa đâu. Một trong cháu vào nhà là cô rất là bận việc gia đình đấy. Vâng, cô làm vườn được với cả chăm sóc vật nuôi rất là nhiều. Vâng. Con hỏi một câu tế nhị này. Vâng. Ngày đó cô điều trị tổng là bao thời gian? Và tư tưởng cô có mất niềm tin về điều trị bệnh? Không, cô điều trị trên chỗ nhà cháu này chỉ có hết độ 2 tháng thôi. Vâng. Thế thì uống có hết có 20 chén thôi. Vâng. Đấy, lúc đó trước trong vòng 2 năm đầu lại trước cô đi rất nhiều nơi đúng không? Rất nhiều chỗ thế nhưng mà hết cô kể thì mình hỏi từng nơi cho con được không? Đấy cô kể là mới là ở huyện sau bệnh viện huyện xong thì xuống bệnh viện tỉnh thì uống thuốc tây thôi thì xong người ta bảo thế thì nếu mà uống thuốc tây thì không khỏi thì lại quay uống thuốc nam thì cô lại lấy thuốc ở tận trong Quan Hóa ấy. Đấy thì có ông anh ở trong đấy lại lấy cho. Thế xong thì chú lại đi ra ngoài Quảng Ninh làm này rồi, thế thì ở đấy người ta ghi nói là có người chữa thần kinh tọa tốt lắm thì lại ra đấy lấy. Thế nhưng mà cũng không khỏi thì đến lúc là may quá thì là cứ ninh tinh ấy, xong thì đến lúc thì may thì là gặp điều trị nhiều nơi không hiệu quả là chán đúng không? Vâng.
Dạ. Con hỏi tiếp là trong suốt hơn chục năm đó thì công việc hàng ngày của cô chủ yếu là làm nghề gì? Cô làm ruộng với lại chăn nuôi thôi. Vâng. Đấy, một ngày cứ xách cám 40-50 con lợn. Dạ. Đấy. Mà cô đứng lên ngồi xuống xách cám bình thường cả. Bình thường rồi không cô đi đau, cấy đi kiếp rồi làm bò làm có ai thì không đau gì, vâng. Không sức thôi gì đâu. Cái cơn đau lúc bình thường nhất bệnh của cô như nào? Là đau xong là nó tê, nó rứt xong bắt đầu là cô không dậy được. Thế vâng. Nói thì lại chi chú phải nâng dậy để vâng. Đi vệ sinh đấy. Không, lúc đó là mọi sinh hoạt là ai là người chăm cô nhiều nhất? Chú đấy. Vâng. Lúc đau nặng nhất là không đi lại được. Đấy, còn lúc đấy các em nó vẫn còn bé mà, nó không nhưng đi lại. Hỏi, lúc cô đau mà nặng nhất thì cô không đi lại được. Cô không đi lại được, cô nằm ở chỗ ấy. Kéo dài bao nhiêu thời gian? Kéo dài hàng tháng rồi ấy vâng. Như thế. Thế thì dở mình cũng không dở được. Vâng. Nó rứt lắm, không dở được. Cái cơn đau của cô đau về ngày, đau về đêm nhiều? Cô đau về đêm nhiều. Dạ, vâng. Ngày thì ít thôi nhưng mà đau về đêm nhiều. Vâng. Hiện tại là cô tổng khỏi được bao năm nhỉ? Khỏi à? Vâng. Khỏi được 13 năm rồi. 13 năm. Trong suốt 13 năm đó cô ngoài điều trị bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc của chúng con không? Không. Vâng. Hiện tại là tráng nhà trời cô còn đau không? Không, cô chả vâng. Đau nữa đâu. Cô đứng lên ngồi xuống bình thường chưa? Cô đứng lên ngồi xuống vâng. Bình thường, cô đi làm bình thường rồi. Vâng. Vâng. Hôm nay sau 13 năm cô khỏi bệnh thì ngày trước là cô khỏi được 8 năm. Con đã xuống ghi lại hình ảnh rồi. Vâng. Thì hôm nay con quay lại lần 2 để phỏng vấn tiếp về quá trình thực tế. Vâng. Điều trị bệnh thoát vị đệm thoái cuộc sống. Và cô được khỏi kéo dài đằng sau suốt 13 năm đó. Vâng. Hiện tại cô không còn đau nhức nữa phải không ạ? Vâng. Làm việc bình thường nhỉ phải không ạ? Vâng. Cô cảm nhận nhà thuốc con điều trị hiệu quả không? Nhà thuốc điều trị thế nào có hiệu quả đấy. Mà dạ, tôi vâng. Cứ mách cho bao nhiêu người ai bị làm sao ông bảo ôi trời ơi đến tôi cho địa chỉ mà đi lên nhà bác ấy. Dạ, vâng. Hôm nay cô thấy cô như này là cháu rất mừng. Vâng. Cũng rất mừng cái bài thuốc nhà thuốc điều trị rất hiệu quả. Vâng. Thay mặt nhà thuốc thì con cảm ơn cô và chúc cô đại gia đình luôn là mạnh khỏe. Vâng. À, thấy cô mạnh khỏe này là con mừng rất là mừng nhỉ các bạn. Vâng. Ê... Vâng, con chào cô nhé. Vâng, vâng. Cô chào. Chào. Con chào bác. Dạ, chào anh. Bác cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán. Bác đang ở đâu? Tôi tên là Phạm Văn Trương, quê ở Hợp Thành, Mỹ Đức, Hà Nội. Hôm nay con xuống phòng vấn lần 2 về quá trình ngày trước bác bị thoát vị đệm mà khem thái cuộc sống. Bác kể con là cái cơn đau và cái chứng đau bác như nào? Nói chung là ngày xưa thì từ thời 2008 2009 dạ vâng. Tôi bị thoát vị đệm. Lúc ấy là tôi đi chữa ở ngoài bệnh viện Việt Đức. Dạ vâng. Ra đấy thì họ làm hồ sơ để cho mổ đấy. Bác đau như nào mà bác đi chụp chiếu ở ngoài viện? Đấy thì nó cứ đau lưng thôi, đau lưng thì đi chụp chiếu thì ra ngoài bệnh viện chụp thì họ nói là bị thoát vị đệm đấy, L4 L5. Vâng. Đấy. Cái cơn đau của bác đau lắm, nếu mà bình thường như lúc mà nếu bình thường tôi ngủ dậy buổi sáng nhá, dạ. Ở trên giường là đi xuống đất. Dạ. Là tôi phải bò đấy. Dạ, vâng. Bò ra đi đánh răng rửa mặt chứ không đi ngay được. Bác đau như vậy đấy. Kéo dài mấy tuần? Nói chung cái thời gian đau thì đau rất là lâu rồi. Dạ, vâng. Mấy tháng rồi. Mấy tháng. Nhưng mà đến cái thời điểm đấy là nó đau quá thì tôi đi ra bệnh viện Việt Đức. Đau không đi lại được. Không đi lại được nữa. Vâng. Ra bệnh viện Việt Đức thì lúc đấy là tôi nhớ là ông bác sĩ Phong đấy. Dạ. Là ông ấy làm thủ tục hồ sơ là để mổ cho tôi. Dạ vâng. Thế thì ông ấy hẹn tôi ra từ thứ hai cơ. Dạ nhưng vâng. Mà làm thủ tục thì ông làm đến thứ sáu là xong. Dạ vâng. Thế ông hẹn tôi là thứ tư tuần sau ra thì để là để lên bàn mổ đấy. Dạ vâng. Thế nhưng mà tôi đi tôi nhìn ngó các cái bệnh nhân họ, tôi hỏi họ bảo thế mổ này xong thì có khỏi nhanh không. Thế là người thì cứ kêu là hàng tháng chưa đi lại được thì tôi sợ tôi bỏ. Dạ, vâng. Mẹ cả hồ sơ tất ngoài đấy luôn tôi về. Dạ, vâng. Tôi không cả bảo hiểm tôi vứt hết được ngoài đấy luôn. Dạ. Thế về thì thời gian về thì tôi mới tìm hiểu có ông anh tôi ông Mách là ở trên chỗ ông Thạc đấy là dạ. Ông đi chữa bệnh địa đệm mới bị vôi hóa cuộc sống là giỏi. Thế tôi mới lên tôi lấy đầu tiên thì lên tôi phải có người nhà tôi đưa đi. Dạ, đi vâng. Đưa đi bằng ô tô chứ đi xe máy tôi không đi được. Dạ, không ngồi được. Không ngồi được. Dạ. Thế sau về sau tôi lên đấy lấy thì đầu tiên là lấy được trục thang. Dạ. Tôi về uống hết trục thang đấy. Dạ. Thế cộng với lại cái hôm đầu tiên lên thì ông lắn cho. Dạ, vâng. Ông lắn cho xong bắt đầu ông bó cả lá và lưng. Dạ. Đấy, xong rồi về tôi uống hết thang đấy, hết 10 cái thang đấy là bắt đầu tôi đi xe máy. Dạ vâng. Tôi nhớ hôm tôi đi xe máy lên ông tin bảo
ấy thì chú đã khỏi rồi mà chú anh đi xe máy lên như này. Dạ. Thế tôi bảo là bây giờ em đỡ nhiều rồi. Dạ vâng. Là không thấy đau nữa mà em đi được xe máy rồi. Dạ. Sau khi bác đến nhà thương thằng con, được bố con điều trị cả đắp cả uống, thì mới tình bệnh của bác uống thuốc vào và đắp thuốc có đau lên hay giảm luôn? Thời gian đầu nha. Dạ. Uống vào là nó đau lên, đau dạ. tăng lên. Dạ. Đau, tôi thấy đau tăng quá thì tôi còn sợ cơ mà. Dạ vâng. Thế tôi bảo kiểu này cũng hiểu kiểu gì mà sao lại nó lại đau tăng lên thế này. Dạ vâng. Thế nhưng mà cứ dần dần thì nó dịu đi, dần dần nó dịu đi. Thế cho đến từ cái năm 2009, 2008, 2009 cho đến giờ ấy là nói chung uống thêm khoảng độ lấy 10 thang đầu tiên nhá. Dạ xong vâng. về sau tôi lại lấy thêm khoảng độ chục thang nữa. Dạ vâng. Tầm 20 thang. 20 thang mất đấy, tôi uống vào khoảng độ thời gian khoảng độ 2 tháng. 2 tháng. Thì tôi đi chợ được. Bình thường. Đấy, đi chợ bình thường, bưng bê thoải mái. Không còn đau. Không còn đau đi gì nữa. Ngày trước là viện đã trị mổ rồi. Lúc đó thì bác đã chuẩn bị tinh thần ra viện mổ. Đúng rồi. Mà cái lý do gì bác lại không muốn mổ? Tôi sợ, sợ người đấy. Lý do là sợ nhìn thấy các cái bệnh nhân họ đang mổ sẵn rồi mà mình thấy họ cứ hỏi, nói chuyện mình hỏi người ta thì người ta cứ bảo là hàng tháng rồi chưa đứng dậy được. Dạ vâng. Thế vì thế thôi mà tôi sợ tôi bỏ, tôi dạ. tôi về. Mì hai nữa là tôi có ông anh ông ấy mách tôi là nên chỗ nhà ông Thạc đấy mà lấy thuốc mà bó. Dạ vâng. Thì thời điểm đấy là con nhà ông cũng đang ở trên đấy. Dạ vâng. Thế tôi mới về thì tôi lên thì tôi lấy thuốc của ông Thạc đấy xong về uống từ ngày đấy đến bây giờ là đến 11 năm rồi tôi không đau điếc gì cả. Không còn đau. Mà bác làm việc bình thường chưa? Bình thường, kể cả tôi bê bao cám 30-40 cân bình thường, vâng. không có đau điếc gì cả. Hàng ngày bác có tham gia môn thể thao nào không? Bây giờ chiều nào tôi sẽ đi đánh bóng chuyền. Dạ vâng. Bây giờ đi đánh bóng chuyền suốt, chiều đến là đi. Bác khỏi là bác uống được 2 tháng, tổng cộng từ đó nay bác khỏi được 11 năm. Đúng rồi. Và trong suốt 11 năm đó thì bác điều trị bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc chống ngon không? Không, tôi không có điều trị. Từ ngày đấy là tôi không có đau. Tôi có đau đâu mà tôi điều trị cái thuốc gì nữa. Dạ vâng, bác khỏi hoàn mà, toàn rồi ạ. Tôi khỏi hoàn toàn được, bây giờ không có đau điếc gì cả. Vâng. Bác điều trị thuốc con thì đắp thuốc và uống thuốc. Thì uống thuốc, có ngày đó bác uống có cảm giác dễ uống không? Thuốc của ông thì cũng mình uống như kiểu là nước, lá vối nó viết thôi. Dạ vâng. Cũng dễ uống cơ mà. Dạ vâng. Không có gì khó khăn cả. Vâng. Tôi là người chịu khó uống thuốc cực kỳ luôn. Con hỏi tỉ mỉ hơn là ngày trước cái cơn đau của bác thì nó kéo dài nặng nhất về ngày về đêm nhiều? Thường thường là về đêm. Dạ. Nhất là ngủ, ví dụ như mình ngủ này nhá, buổi dạ tối vâng. mình ngủ này nhá, sáng dậy là đau, đau dã man luôn. Dạ vâng. Đấy mà ví dụ như mình đấy, tôi vừa nói trước rồi đấy là thậm chí tôi còn phải dậy đi đánh răng rửa mặt, tôi phải bò đi cơ mà. Dạ vâng. Đấy, chứ còn đấy, nếu bình thường đi được là không đi được đâu. Dạ vâng. Đấy. Nhưng từ khi là uống thuốc của uống thạc cho đến giờ là tôi yên tâm. Khỏi không là 11 có năm đau rồi. Quay lại nữa gì cả. Dạ 11 năm rồi. 11 năm rồi. Hàng ngày công nghiệp hiện tại bác làm nghề gì? Nhà tôi thì trước đây thì tôi buôn bán cắm cò, nhưng mà thời gian vừa rồi nó lợn gà dịch bệnh nhiều thì tôi bỏ. Dạ. Bỏ thì đấy buôn cá bán cám nhưng mà tôi vẫn bê bình thường mà. Dạ làm vẫn chở đi ngày chở hàng mấy tấn cám đi dịch tôi bán nó không vấn đề gì. Bê cả. Bác bình thường. Còn bây giờ thì nhà thì đang kinh doanh lại giết mổ gà vịt gia cầm. Vâng. Cũng rất là bận. Làm ngày nào cũng dậy từ lúc 3-4 giờ sáng làm đến 7-8 giờ sáng. Dạ vâng. Không thể hiện tại của bác là rất là luôn chân luôn tay đấy. Vâng. Vâng. Hôm nay con xuống phỏng vấn hình ảnh của bác, mức độ đó khỏi là 11 năm rồi. Bác vâng. cảm nhận nhà thuốc con điều trị bệnh có hiệu quả không? Nói chung là rất là tốt. Dạ. Thật sự là nếu tôi mà không có thuốc của ông Thạc thì giờ này kéo mà tôi bi quan, lúc ấy tôi bi quan, tôi bảo kiểu này kéo mình không đi nổi. Dạ vâng. Nhưng mà cũng rất là may có thuốc của ông, từ ngày tôi lên tôi điều trị trên ông đấy là cho đến bây giờ 11 năm rồi không đau, đau lại nữa. Không đau lại nữa, không còn đau. Không còn đau điếc gì cả. Dạ vâng. Thế bác làm thuốc thì con cảm ơn bác. Một chút thời gian là con để cho con ghi hình và phỏng vấn hình ảnh thực tế. À. Sau 11 năm, nhà thuốc xuống phỏng vấn lần 2. Ngày trước là 8 năm là con xuống một lần rồi. Hôm nay con xuống lần 2 là bác khỏi 11 năm rồi. Thế con cảm ơn bác và chúc bác gia đình mạnh khỏe nhé. Con chào bác ạ. Cái tôi nha, tôi ngày trước tôi còn mách có một đứa cháu tôi ở ngoài Lam Dương đấy. Dạ vâng. Thế mà nó có hỏi thăm về bây giờ chồng nó bị đĩa đệm, đi bao nhiêu viện không khỏi. Chị từ khi tôi mách nó nha. Dạ vâng. Mà nó hôm kia này điện về cho tôi, nó bảo chú ơi nhà cháu khỏi khỏe mạnh, bê gạo lên tầng 3 mâm. Dạ vâng, thế là tốt rồi. Đấy, thế nhưng chị Phương là ngày trước là không tin bác khỏi bệnh đâu. Đã nhờ người nhà đến tận nhà bác hỏi thăm. Rồi. Vâng.
Thế xong về sau nó mới lại vào nhà. Nhà thì tôi mới lại cho địa chỉ lên tận nhà mà. Anh này cũng khỏi được 3-4 năm rồi. Ừ. Hôm nay con xuống phỏng vấn hình ảnh của bác sau 11 năm. Thì con rất mừng là bác khỏi bệnh rồi. Con chào bác nhé. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn. Em chào anh. Vâng, chào em nhé. Anh cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, anh đang ở đâu? Vâng, anh tên là Bùi Văn Mẻo, hiện tại ở trong Pheo, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Anh tâm sự cho em đôi lời quá trình bệnh tật ngày trước anh như nào? Vâng, anh trước đây thì anh vẫn khỏe, được các công việc kể cả nặng các kiểu anh đi làm được. Nhưng mà trong một quá trình là anh bị cảm thấy nó yếu người đi. Dạ. Anh ở nhà một thời gian xong là các biểu hiện sức khỏe anh giảm yếu như nào? Vâng, anh thì nó yếu không đi được. Dạ. Anh ở nhà mà đi bệnh viện đa khoa của huyện Lạc Sơn anh khám. Nghe bệnh viện nói là anh bị thiết bị đĩa đệm. Dạ. Anh cũng ở đó khoảng chừng tuần hơn tuần như đấy. Anh nằm điều trị ở viện thì được phương pháp viện điều trị như nào? Vâng, huyện thì chỉ có tiêm. Dạ. Không tiêm và uống thuốc. Bệnh tình anh có thuyên giảm không? Không. Tiêm vào không biết nói như nào nhưng mà cảm thấy là nó tăng và cứng cơ. Cứng cơ. Ngày càng là không đi được. Vâng. Anh điều trị như vậy thì bằng phương pháp bởi vì là tiêm đúng không? Vâng. Anh điều trị tổng là bao thời gian? Anh ở lại khoảng tuần nhưng mà bệnh của anh không thấy giảm là anh trốn huyện. Vâng. Bảo người nhà đón về. Vâng. Anh không ở đấy nữa. Anh cái triệu chứng và biểu hiện bệnh của anh ban đầu như nào? Sức khỏe anh giảm dần như nào? Anh cảm thấy nó tê buốt trên tay và cứng hết các cơ. Tê buốt trên tay, cứng cơ. Vâng. Vâng. Dần dần là anh không đi được. Không đi được. Vâng. Sau đó anh đi chụp chiếu ở viện, điều trị ở viện không hiệu quả. Vâng. Thì cơ duyên là anh biết nhà thuốc chúng em. Vâng, đấy là anh về nhà và anh hỏi thăm bà con hàng xóm. Dạ. Bà con hàng xóm mách cho anh vào nhà thầy Minh. Dạ. Thầy Minh lại giới thiệu ra nhà ông Thạc. Dạ. Sau khi anh đến nhà thầy Minh, thầy Minh mách cho nhà em. Vâng. Thì mới đầu anh chưa được trị thuốc, anh có đi lại được không? Không. Vâng. Từ hôm anh biết nhà thầy Minh là anh không thể nào đi lại được. Vâng, nằm liệt rồi. Vâng. Mọi sinh hoạt là nằm liệt trên giường. Vâng. Bà con hàng xóm nói chỉ có chết, thằng này không thể sống. Dạ vâng. Ngoế cổ từ lên đầu là anh cứ động được. Còn dưới từ chân tay xuống là liệt không biết gì. Từ vai xuống là không biết gì hết. Anh cầu có đau không? Không, cầu cũng không đau. Vâng, tê liệt hết thần kinh. Có biết gì đâu mà đâu. Dạ vâng. Kể cả ngón chân ngón tay không cử động được cái chứ. Anh đến nhà thuốc chúng em được nhà thuốc em điều trị những pháp như nào? Vâng, đến nhà thầy là thầy cho uống thuốc và bó lá. Dạ. Sau thời gian là châm cứu. Vâng. Mới đầu bệnh tình của anh có đau lên hay giảm luôn? Thì lúc đầu uống vào cũng đau lên và chỉ đau một hoặc hai hôm xong là nó giảm dần. Vâng. Anh đến nhà thuốc thì trước đó anh liệt bao nhiêu tháng? Thì anh liệt 3 tháng. 3 tháng rồi. Mọi sinh hoạt là anh nằm bất động trên giường. Bất động trên giường. Không ngồi được. Không ngồi. Không đi lại được. Mỗi nằm thôi. Nằm. Kể cả ăn không ăn được. Tắm rửa hàng ngày là phải đều người trợ giúp. Vâng. Chuyện vợ con chăm. Anh đến nhà thuốc thì sau bao nhiêu ngày điều trị tại nhà thuốc thì bệnh của anh giảm mà anh tập đi được? Khoảng một tháng. Một tháng. Khoảng chừng một tháng là anh bắt đầu là tập đi được. Dạ. Lúc mới đầu anh có tập đi, anh có nhờ ai dìu hay ai đi lại? Thì bước đầu cũng phải dìu. Dạ. Dìu một hai hôm. Một hai hôm. Vâng. Cái thời điểm đó thì ai điều trị cho anh? Thì con của ông Thạc. Dạ. Lại Văn Toan. Tức là em. Vâng. Ngày trước em còn nhớ là anh nằm liệt trên giường để nhà thuốc thì chân tay co quắp. Vâng. Và cứng hết các khớp, cả đầu gối luôn.
Vâng, từ cổ xuống là không biết. Lúc anh cấu có biết đau không? Không, không biết. Không biết đau. Vâng, tê liệt hết người. Và anh điều trị tổng cộng hơn một tháng. Đến một tháng là hơn một tháng là anh tập đi được, đi bằng nặng đúng không? Vâng. Mới đầu phải có người dìu. Vâng, có người dìu. Anh tổng cộng điều trị bao nhiêu ngày nhà thuốc thì anh khỏi hoàn toàn? Thì anh điều trị khoảng 3 tháng. 3 tháng. 3 tháng là anh khỏi hoàn toàn. Vâng. Anh kể cho em sâu hơn về cái quá trình anh đi viện nào. Mà anh đồi núi này từ nhà anh, từ đây mà xuống trên đường lớn là 10 cây. Nếu anh bệnh tật đau như vậy không lại được thì anh di chuyển xuống viện như nào? Thì phải vóng. Đấy, vóng như ngày trước bộ đội ngày trước ấy. À, còn là khiêng. Vâng, à, khiêng. Khiêng từ trên núi xuống, nhà anh trên đồi rất là cao. Đây là phỏng vấn anh trực tiếp trên đồi đây. Vâng. Vậy từ nhà anh xuống trên đồi là bao nhiêu, xuống núi là bao nhiêu cây? Khoảng 10 cây. 10 cây. Lúc đó anh khiêng vóng này, anh có cắt được thời gian từ nhà anh xuống đường lớn là bao nhiêu tiếng không? Cũng phải trên tiếng. Trên một tiếng. Đấy. Lúc đó phải khiêng anh đi xuống đường lớn cho anh đi viện. Vâng. À, được bác sĩ. Anh em họ hàng cũng phải đông nhau để mà thay nhau để khiêng anh xuống. Vâng. Đi viện là bác sĩ kết luận anh thoát vị đẹp. Vâng. Và sau khi anh đến nhà thuốc này, tổng cộng điều trị 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Vâng. Từ đó đến nay, vâng, anh khỏi được bao nhiêu năm rồi? Khoảng 14 năm. 14 năm. Vâng. Trong 14, suốt 14 năm qua, anh còn đau đớn hay không? Không. Anh không còn đau nữa. Cái triệu chứng đau có biểu hiện điển hình nhất của anh, của thoát vị gây nên như nào? Thì đầu thì nó cũng tê chân tay. Dạ. Vâng. Đầu nó tê, tê, tê tay trước. Tê tay trước. Dần dần vào trong lưng. Xuống lưng và xuống tới chân. Lúc đó anh có teo tay teo chân không? Có. Dạ. Vẫn có. Có tê theo. Thì kéo dài về ngày về đêm nhiều. Tê thì nó hay đau về đêm. Về đêm nhiều. Vâng. Triệu chứng của nó là hay bị đêm nhiều. Co rút về đêm nhiều. Vâng. Mà nhất là mùa nó lạnh. Vâng. Vâng. Mùa nó lạnh hay bị nhất. Anh về nhà thuốc thì lúc đó anh ra nhà thuốc thì ai là người chăm anh thường xuyên? Vâng, con ông Lại Tiên Thạc và Lại Văn Toàn. Ý em hỏi là chăm sóc anh hàng ngày ăn uống, tắm rửa ấy. Đấy, đấy là cái vợ anh chăm. Lúc đó thì em còn nhớ là anh nằm trên giường và tắm trên giường và sinh hoạt đều trên giường hết. Vâng. Anh điều trị bao nhiêu ngày thì anh có thể anh tự ngồi lên được? Khoảng gần tháng. Gần tháng tự ngồi lên được. Anh duỗi được tay. Duỗi được tay. Đấy. Gần tháng là anh duỗi được tay. Sau tiếp theo đó thì bao nhiêu ngày anh co duỗi được chân? Thì khoảng hơn tháng. Hơn tháng co duỗi được chân. Vâng. Và sau đó anh tập đi dần. Vâng. Tổng cộng điều trị 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Vâng, 3 tháng. Từ đó nay anh khỏi là 14 năm phải không ạ? Vâng. 14 năm rồi. Nhưng lúc trải ra giờ anh còn đau được không? Không. Không còn đau nữa. Bây giờ anh không đau nữa. Nghề nghiệp hiện tại của anh là làm nghề nghề gì? Làm ruộng thôi. Làm ruộng. Vâng. Sau những mùa vụ ra thì anh có làm thêm cái nghề gì không? Thì anh đi chăn trâu và vâng. Đi săn săn bắt kiểu hái lượm trên vâng. Rừng đúng không? Công việc hàng ngày là anh đi săn, thì anh săn thú rừng thì anh săn được những con gì trên đồi núi rừng này? Thì bây giờ thú chả có gì thú to. Dạ. Mỗi sóc. Sóc. Đấy. Dạ. Nhưng là cây cối bây giờ ở núi thì nó hay có cái loại ong bao ve. Ông đi vâng, anh hay rừng. Đi bắt ong. Bắt ong rừng. Vâng, bắt ong rừng. Anh trèo là trên núi này, đi chăn trâu này, vâng. Đi săn bắt hái nượm mà đi bắt ong. Và trèo lên rất nhiều, anh còn đau đớn hay không? Không, anh không còn đau nữa. Vâng. Trong suốt 14 năm qua, chẳng cả giờ anh còn đau không? Không, anh không nhớ đâu. Anh cảm nhận về 14 năm trước mà anh bị bệnh nặng như vậy, thoát vị nặng như vậy, cái tư tưởng anh có chán, gia đình anh có hoang mang nhiều không? Thì gia đình cũng là bị hoang mang đấy. Dạ. Tại vì là không biết cái bệnh gì mà người mà cứng cứng hết như thế. Tự nhiên mà là bấu, yếu không biết gì. Yếu đấy. Không lại được, cứng người. Co cóp chân tay. Vâng. Dạ. Lúc đó thì người thân anh có tin anh khỏi bệnh như ngày hôm nay không? Chắc là không ai tin. Dạ. Mỗi anh có bệnh là anh biết là anh chắc chắn là anh sẽ khỏi bệnh, anh bệnh của anh là chắc chắn sẽ khỏi. Dạ. Bảo người nhà anh em họ hàng bảo đi tìm thầy tìm thuốc cho dạ. Anh để anh được đoàn tụ với gia đình. Dạ vâng.
cái cảm nhận mà lúc anh khỏi bệnh, mà lúc anh bị bệnh nặng như vậy, thì hai cái cảm giác mà lúc bị bệnh nặng và lúc khỏi bệnh như nào? Thì lúc bị bệnh nặng ấy là hoàn toàn kể cả bà con cũng bị hoang mang. Mỗi anh là anh quyết tâm là bệnh của anh chắc là không bị. Dạ. Đấy. Mình tin là mình sẽ khỏi bệnh. Vâng. Lúc nào anh cũng bảo vợ con là đi tìm thầy tìm thuốc. Dạ. Để anh sống. Cái niềm tin như vậy lúc anh ra thuốc anh có củng cố niềm tin không? Có chứ. Dạ. Về đến nhà thầy là anh cảm thấy là chắc là phần chắc là anh sẽ khỏi bệnh. Dạ vâng. Trong 14 năm qua thì anh còn đau hay không? Không, anh không đau nữa. Chẳng bao giờ không còn đau. Không, không. Anh chăn trâu, cắt cỏ và trèo đèo nội suối đi săn bắt mà đi bắt ong bình thường rồi. Vâng. Bây giờ anh ở núi có lạ gì nghề làm ruộng ấy, qua mùa ruộng thì phải đi chăn trâu cắt cỏ, lại đi leo núi, qua núi này đến núi khác. Vâng, lúc mà anh bị nặng như vậy, mới đầu bị nặng thì anh có ăn uống, anh có xúc được cơm không? Không. Không xúc kể được. Kể cả xúc cơm cũng không xúc được. Vâng. Mỗi cái miệng hay ăn. Mà ăn được thôi. Vâng. Còn mọi sinh hoạt là người nhà phải chăm hết. Vâng. Từ ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt đại tiểu tiện là người phụ đúng không? Vâng vâng. Kéo dài mấy tháng anh còn nhớ không? Có chứ. Kéo dài tới 3 tháng là không biết gì hết. Vâng. Đấy. Lúc đó ăn ngủ là vẫn ăn được. Vâng. Nhưng mà chân tay là không cảm giác. Không có. Tê bì. Vâng. Có co quắp. Vâng. Miệng nói thì oang oang nhưng mà chân tay không biết gì. Không biết gì. Vâng. 14 năm rồi thì hôm nay em cất công từ nhà ấy, em vào đây là gần 100 cây. Em muốn phỏng vấn hình ảnh và hoàn thiện sau 14 năm. 14 tức là 14 năm điều trị tại ở thuốc. Hiện tại anh còn đau không? Không. Không còn đau gì? Chẳng bao giờ anh làm việc ấy còn đau không? Không, anh làm việc cũng bình thường. Bình thường. Vâng. Cái anh, bữa anh làm tốt. Vâng, vâng, làm việc bình thường rồi. Vâng. Ngủ là bê bác bình thường, cái vâng. bữa bình thường. Vâng. Nhà anh còn làm nhiều ruộng không? Cũng vài ba sào. Vài ba sào. Vâng. Hôm nay em vào phỏng vấn hình ảnh của anh có cảm nhận luôn là nhà thuốc em điều trị có hiệu quả không? Có chứ. Vâng. Vâng, nói về nhà thuốc thì bây giờ anh mừng lắm. Vâng. Nói đến thầy thì anh cảm nhận còn hơn là bố mình đẻ anh chứ. Dạ. Vâng. Có bệnh không biết gì mà cứu sống con người, anh cảm thấy là anh vui lắm. Dạ. Bây giờ ấy. Không biết nói gì để cho vừa lòng với nhà thầy nhà thuốc. Dạ. Cái quá trình điều trị bệnh anh khỏi rồi. Vâng. Thì hiện tại anh không còn đau. Vâng. Anh thật là hoàn toàn không còn đau nữa. Hoàn toàn không đau nữa. Không còn đau. Để anh khỏi. Hôm nay em cất công phỏng vấn hình ảnh của anh. Vâng. Sau 14 năm gặp lại. Thì thay mặt là thuốc, em cảm ơn anh. Và anh còn nhớ là ngày trước ấy, ai là người điều trị trực tiếp cho anh nhiều nhất? Vâng. Em là Lài Văn Thoan ấy. Dạ. Vâng, từ hôm anh ra là trực tiếp là tay của em điều trị cho anh từ đầu đến cuối. Bằng đắp thuốc này, cắt vâng. thuốc và gì nữa? Vâng. Châm cứu. Châm cứu. Vâng. Sau 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Vâng. Thì hôm nay được khỏi 14 năm rồi. Thay mặt là thuốc em cảm ơn anh nhé. Vâng, vâng. Chúc anh và đại đình mình khỏe. Vâng. Vâng em. Anh chào em nhé mà vâng. cũng có lời chúc sức khỏe em, ông bà, dạ. mình, các cháu luôn dạ. mạnh khỏe và có bệnh nhân nào khó khăn như em để hỗ trợ, để dạ. giúp đỡ những người có bệnh. Dạ vâng. Chào em nhé. Dạ vâng, em chào anh nhé. Vâng. Vâng ạ.